Em chào anh. Trời ơi. Ui ôi, họp thành phố. Thế đợt tôi vết thương lành hết chưa? Dạ, em đồn là em nằm viện mà anh nhìn thấy mặt em râu ria mà tóc em nó cũng dài hơn một tí đấy anh. Khỏe khỏe lên đấy đấy Dục nhá. Dạ. Dục vẫn nhớ mặt anh là tốt rồi. Dạ. Vậy hôm nào có gì thì em mang xe bên gara nhà mình thì anh sửa hộ em nhá. Ừ, anh nhớ mà lần sửa xe miễn phí Dục nhá. Dạ.